Dạ, ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Nếu mà cô chú anh chị mình hay xem tin tức với đọc báo á, thì sẽ biết là hơn một tháng trước, nước ở hồ Trị An, Đồng Nai là cạn luôn. Một hai tuần trở lại đây là trời bắt đầu mưa nè, nước ở hồ Trị An đang dâng lên. Hôm nay em mình có dịp ghé lại đây để chia sẻ đến cô chú anh chị mình những hình ảnh mới nhất của hồ Trị An mùa nước dâng nha. Giờ này hơn 6 giờ sáng rồi và mình đang có mặt tại Bến Nơm. Bến Nơm thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Xa xa đằng kia là Đức Mẹ Núi Cuối. Thì Bến Nơm này nằm dưới chân của Đức Mẹ Núi Cuối, cách quốc lộ 20 3-4 cây số. Đây là lần thứ hai mình đến Bến Nơm này. Thì ở Bến Nơm á, bà con mình chủ yếu là đi đánh cá nè, rồi câu cá. Thường bà con mình sẽ đi vào khuya, khuya thì sáng vào. Còn cũng có một số bà con đi từ 6-7 giờ sáng đến trưa rồi chiều vô. Dạ rồi, mình mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi video nha, cùng với mình đi thăm bà con ở Bến Nơm, Đồng Nai. Xem video đừng quên tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Cá bóng dừa. Dạ chú anh. Ồ. Này mình đi lưới sò hả anh? Sò. Dạ. Lưới sò chiên đánh cá bóng. Đánh được chú, con thấy nước xanh quá ha. Làm mò lắm. Dạ. Dặn làm những youtuber quá vậy. Dạ. Bên kia không biết cô chú chị mình thấy không chứ nước nó xanh, màu xanh lá cây luôn á. Đồng xanh không. Dạ. Nước cạn nhờ cỏ nó mọc á, bây giờ nước nó dâng lên. Nước này là nước hôi á, bà con mình nói. Nước mà dâng lên là đánh cá không ít. Ủi là bị dập điện quá này, ủi giờ hết cá rồi. Ủa chú, bữa nay là ở mình nó không cho làm cái nghề gì nữa chú? Quay. Quay. À là rập hả anh? Bây giờ thấy cũng làm nén đầy. Dạ. Đặt lén đầy đi. Hết cá rồi. Hết cá hả anh? Thì ba giờ ủi hết cá. Giờ là nghề rập với nghề ủi là không có làm nữa. Mà dạ. Không biết sao vậy, thấy vẫn còn làm á. Dạ. Đủ tiền xăng bữa nay. Sò này là vỏ của con sò lông nè. Đúng rồi. Cái này giống như là để nó lùa mấy con cá bóng ha vậy anh. Dạ. Cá bóng nghe tiếng ha, nghe tiếng nó chạy ha. Cọc chạy à. Dạ. Hai cái lưới sò này hay. Bợn xanh. Thúi lắm á. Thôi anh. Sĩ chính hai người trừ tiền dầu ra nữa là đánh từ mấy giờ anh chú? Sáng 6 giờ. Dạ. Giờ này về đánh mấy tiếng vô? Ba giờ sớm rồi đừng về trễ. Đi cái ghe nhỏ là kêu chở ra mấy cái đảo tôi quay. Dạ. Cho mấy ghe tôi quay. Dạ, tại con sợ mưa á chứ. Tại vì mấy hôm nay thời tiết nó thất thường quá, nắng mưa nắng mưa. Dạ, chào chú với anh luôn nha. Dạ. Đây là một chiếc đánh cá cơm này.
cá cơm này size của nó chỉ có nhiêu đây thôi nha cô chú anh chị, không có lớn nữa đâu. Cá cơm nước ngọt. Loại lưới này nó rất là mỏng, cá nó dính xong bà con mình sẽ vũ lưới. Này là đánh bủa nha, không phải đánh bao, đánh bủa cá nó dính. Cá vô, cá dinh, cá bóng. Nay đi mình hả chú? Dạ. Gặp chú khán giả. Tép nó kìa. Cá này mình gọi là gì hả chú ha? Cá linh. Dạ chú, nhưng mình đi một chuyến vậy là tiền dầu hao nhiều không chú? Cỡ 200 ngàn. 200 ngàn. Dạ. Này là cá dinh đó chú ha. Có con cá lăng nữa này. Cá dinh này thường làm món gì ngon chú? Nấu là chua hay là chiên tư cũng ngon, hủ chiên cũng ngon. Dạ. Béo. Cá lăng này là nấu lẩu măng chua hả chú ha? Này đánh như vậy là ổn chú? Này đánh gì là ổn không? Dạ cũng được. Dạ cũng chúc mừng. Dạ có cá gì à mấy chú? Đi câu hả chú hả? Dạ chú. Đi xuống ghe rồi người ta quay. Dạ, cảm ơn chú. Đi câu rồi thầy. Cá lăng to chú không? Có cá nàng nữa. Còn con này gọi là con gì chú? Cá lèo. Cá lèo hả chú? Đó, cá lăng kìa, đã chưa? Nhìn nữa rồi hả? Bụng gà giống cái bụng vô. Này cá lớn nhiều không? Cá to to mà.
con cá trắng trắng là con cá nàng á. Con cá đó nó có ba, có mấy cái chấm, nhìn nó giống con cá thác lát. Cá nàng này làm chả cũng ngon lắm. Còn cá lăng thì khỏi nói rồi. Là một lần đi chài là mấy người vậy hả chú? 7 người. 7 người dạ. Cá lăng này mấy hôm nay có giá không chú? 170-180 nghìn ký. Dạ. Mấy con cá lăng này nó cũng có ba cái ngạnh á, cho nên cũng cẩn thận. Lấy cái vỗ đè lại chứ không nó nhảy ra. Bình thường có hay đánh được như gì không chú? Chứ con nghĩ lâu lâu mới đánh được chú ha. Có lúc nhiều hơn nữa. Dạ có lúc nhiều hơn nữa. Đợi lại mấy con đem về ăn. Và anh nay là đi với mẹ đâu vậy? Đem vô này phân loại ra nữa nè. Phân theo size lớn nhỏ. Đi cái này là từ sáng hay từ khuya rồi chú? 5 giờ tới giờ. Dạ. Vô bán cá xong là lúc nào cũng lấy một cục đá lạnh để chuẩn bị cho chuyến sau. Đặc sản gì á? Dạ đặc sản khô cá liên kim. Không. Có nhiêu anh không? Dạ, cá này mấy trăm ngàn ký rồi đó. 400. Dạ. Có lệnh rồi. Cái gì sao?
mấy cái lồng này bà con mình để giọng sóng cá. Ủa anh, con đó là con cá cha ha? Dạ, bự ha. Anh đi đánh tiếp. Đã gọi là tép rồi cho nên nó cũng chỉ có xa như đây thôi, không có lớn đâu nha. Tại vì đợt trước mình quay á, có khán giả nói là cá cơm với tép này sao có chút xíu. Đem lên trên đó căng rồi tính tiền luôn. Cá bóng với tép bà con mình sẽ giọng sóng này, sưởi oxy cho nó khỏe. Lựa tép, mấy con mà chết sẽ lựa ra. Cá chặt nữa kìa. Là dồn từ khuya tới giờ cá rô phi không. Đóng thùng chắc lên xe. Một thùng này chắc mấy tạ ha? 3 tạ. Cá chép ở đây có mấy con còn to không đó? Còn to lắm kìa. Em nhổ bóng hơn chưa? Này đánh lưới ba màng ha anh? Không, lưới lưới xanh. Dạ. Còn cá mè mới đánh lưới ba màng anh ha. Đúng rồi, cá mè tôi vẫn lưới ba màng. Ba màng là ba lớp lưới nha. Đúng rồi. Chạy.
Hỏi gì hỏi nó không? Nói luôn đi. Để đi có mình vậy. Nhiều cá đi có mình vậy. Một cá đi hai mình. Vậy mới sốc. Một người mà đi như đây là cũng đẹp á, cũng may mắn. 8 người. 8 người hả? Ừ. Dạ. Em tưởng đâu mình anh vô căn bán, tưởng đâu mình anh đi đánh lưới chứ. Một mình đi căn cá thôi. Dạ. Vậy là 8 người lận cô chú anh chị à. Chiếc này chạy rất là nhanh. Bà con mình vừa mới thu mua trên hồ về. Đa số thủy sản của bà con mình đánh bắt trên hồ nè là đều tập trung về bến nơm này. Lưng nó quay vô mấy con cá này nó lên mạng rồi. Dạ chú. Cá lâu ký. Cá chốt hả chú? Dạ. Đợt này mình thấy cá lăng nhiều nè. Cá lăng to đó. Trong này là cá mè lớn.
mè này bà con mình đánh bằng lưới ba màng á. Mè này đa số bà con mình sẽ làm chả. Này là có mối hết á, căng bỏ cho mối. Bà con mình đi thu mua từ sáng sớm, có khi đi từ lúc khuya. Anh đánh cá dinh nhiều. Giờ này mấy chiếc lưới sò cũng đang vô nè. Giờ bắt đầu vô nhiều. Gọi là cá gì anh? Cá ép ép. Đẹp không? Màu đen. Cá này giống cá cho phi á. Dạ. Đen cả đó. Mấy con cá dinh này to. Cá chép. Cua kẹt chứ có gì đâu được. Cua kẹt rồi. Anh kẹt rồi.
bán cá xong là bà con mình sẽ chạy vào cái khu vực phía trong để neo đậu. Phía trong nó êm hơn. Cái mặt này là ở trên hồ chỉ chứ nhiều lúc gió nó vẫn có sóng nha, sóng giống như người biển vậy đó. Một chiếc thu mua nữa vào nè. Đi thu mua mệt quá mà ngủ luôn. Anh là cái kênh gì ta? Dạ Minh. Dạ Minh, dạ. Đúng rồi. Mình 86. Con máy đặt cái thằng đó ở trong kênh rồi. Cho mà vào mày 200.000 bán của Đức Minh. Dạ. Anh đi mà cháy nắng luôn á. Đúng rồi. Dạ chào anh. Chào anh em. Dạ. Bên á. Bên kia cái vỏ tiếp đã kìa chứ. Ăn uống gì chưa anh? Chưa anh ơi. Em mới ngoài coi giờ chưa anh. Quá, dạ. Mấy hôm nay gió á. Nay gió lắm. Trời gió lớn á. Gió lắm rồi. Lần đầu tiên em đến đây em cũng bất ngờ luôn. Tại vì nhiều lúc không nghĩ ở hồ mà sóng gió như ngoài biển. Ở đây mà trời gió một cái là động là không có đi đánh bắt được. Đây là cá hoàng đế anh. Cá hoàng đế anh. Đúng rồi, mua các loại cá đó. Đúng rồi, kia nó cá hoàng đế mà. Đây mà. Còn bắt hàng nó có chủ nước của tôi quá. Cá hoàng đế. Cá lóc. Có một con rất là to. Đổ luôn anh. Đó, để luôn. Chiếc mà có mái che này đỡ chứ mưa một lần xuống là lạnh luôn á.
Ui con này to dữ ta. Ở Hồ Chí An này á, mình thấy mình đến đây á, cắm trại cũng rất là hợp lý á. Có mấy chỗ view đẹp lắm. Bà con mình nói cái mùa nước dâng này á, là cá cũng ít lắm, không có được nhiều. Mùa nước giật á, thì dễ đánh hơn. Bà con mình cứ vào La Dai từ trưa cho đến chiều. Giờ này cũng gần 12 giờ trưa rồi. Mình kiếm cái gì uống? Mấy hôm giờ buôn bán được không cô? Bán cũng được lai lai thôi em. Dạ. Bán nước uống, bánh, nước dừa nha cô. Dạ. Giờ này một số bà con mình vẫn còn đang kéo lưới. Kéo lưới còn lại mình đang làm. Để mình quay một vòng bến nơm. Trước là nước nó dâng lên trên gần đây luôn nè. Hiện tại đang dâng lên dần á. Ở đây đa số là bà con mình ngày trước là di dân từ Campuchia về hả cô hả? Dạ, năm bảy mấy á con hả? Con không nhớ, có chú á, chú nhớ, chú ở Campuchia vậy chú nhớ. Dạ. Cô này người Bắc cô không. Dạ. Không nhớ mấy. Chú á, chú năm không biết năm nhiều nữa. Thì về Việt Nam rồi bên, ở bên kia thì ở bên sông thì nhiều, nhiều hơn. Dạ. Xong thì Campuchia mới về 2 năm nay quá trời luôn. Dạ. Là hôm bữa con lên trên C3 đó. Ừ. Là con thấy bà con mình mới về 1-2 năm gần đây đông. Đúng đúng rồi. Không dạ. Có việc làm luôn đó. Thất nghiệp rồi đi làm thuê làm mướn rồi đi làm nãy kia. Dạ. Mời cô chú anh chị mình luôn nha. Khác quá. Trời mưa cỏ nó lên xanh hết luôn nè. Phía bên đây nữa. Bà con mình cũng có nuôi trâu với nuôi bò luôn. Mấy hôm mà cạn nước có đi đánh cá được không chú? Có mà nước quá à. Dạ. Có nước mà làm được quá à. Để mà đến được bến nơm á, dễ nhất thì cô chú anh chị mình tìm cho mình là giáo xứ Hiệp Nhất của xã Phú Cường, huyện Định Quán nha. Bến nơm này là gần giáo xứ Hiệp Nhất luôn á. Đó xa xa kia là giáo xứ á. Dạ bên con
cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình nha. Xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Có gì sai sót cũng mong cả nhà mình bỏ qua. Dạ rồi, em mình xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video mới nhất của mình nha.